Khi Omicron bắt đầu xuất hiện tại Cuba, chưa kịp cắm rễ lây lan vào tháng 12 năm ngoái, thì nó đã vấp phải lá chắn vaccine. Theo số liệu chính thức của Cuba, số ca COVID-19 tại Cuba thậm chí đã giảm hơn 80% kể từ đó đến nay. Còn theo số liệu của hãng tin Reuters, số ca tử vong của Cuba cũng ở mức 10% hoặc ít hơn so với thời đỉnh dịch. Omicron đã quá vất vả để bắt rễ ở đất nước có tới 87% dân số đã tiêm phòng. Hiệu quả của vaccine của chúng ta được khẳng định với cả chủng Omicron. Đỉnh dịch do Omicron ở nước ta thấp hơn rất nhiều so với các đỉnh dịch trước, chứng tỏ vaccine của chúng ta và việc tiêm phòng của người dân đã đạt hiệu quả. Không có vaccine thì đất nước không thể có tỷ lệ nhiễm thấp như thế. Sự thật là chúng tôi phải cảm ơn nhà nước về vaccine và cả cộng đồng vì đã ủng hộ việc thực thi. Trên toàn cầu, Omicron đã cho thấy nó có khả năng lây nhiễm mạnh hơn biến thể Delta rất nhiều, song cũng gây bệnh nhẹ hơn. Tuy vậy, số ca tăng vọt cũng gây nên tình trạng nhập viện tăng ở nhiều nước. Trẻ nhỏ đặc biệt dễ tổn thương vì Omicron do nhiều loại vaccine COVID-19 chưa được cấp phép cho dùng đối với những trẻ dưới 5 tuổi. Cuba đã tự phát triển vaccine COVID-19 và trở thành nước đầu tiên trên thế giới bắt đầu tiêm phòng cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên. Cho đến nay, theo thống kê chính thức, 1,8 triệu trẻ em 2 đến 18 tuổi, tức là 96% tổng số trẻ em ở Cuba đã được tiêm vaccine COVID-19 mà không bị phản ứng phụ nghiêm trọng nào. Chúng tôi chứng kiến hiệu quả của việc tiêm phòng cho trẻ em tác động thế nào đến toàn bộ tình hình dịch bệnh trong nước. Điều này cho thấy việc tiêm vaccine cho trẻ em không chỉ là chuyện bảo vệ trẻ em mà còn bảo vệ toàn xã hội. Các chuyên gia Cuba và quốc tế cũng cùng nhận định rằng việc chú trọng tiêm phòng cho trẻ em, triển khai nhanh tiêm mũi tăng cường, cùng với hiện trạng những người mắc bệnh rồi cũng được tiêm vaccine đã giúp Cuba đẩy lùi được biến thể Omicron.